Ở đây đang xây dựng một cái trường mầm non rất là đẹp nè anh chị nè. Đặt tiêu chuẩn gọi là trường mầm non quốc tế đó. Trường quốc tế mấy cái tên thôi, không biết có cái đủ tiêu chuẩn quốc tế hay không nữa, nhưng mà thấy cũng hoành tráng lắm. Mà lô đất của mình đó, nó nằm ngay hướng này nè. Ngay góc ngã tư đó đó. Cách cái trường quốc tế, trường mầm non quốc tế này tầm 50 mét. Ngày hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho anh chị một lô đất, lô góc hai mặt tiền gần chợ Phước Lập, thuộc khu phố Phước Lập, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là mặt tiền đường đi thẳng luôn ra ngoài chợ. Còn đây mình sẽ rẽ vô một cái đường nhánh ngay lô góc. Đây là đường Nguyễn Tri Phương là đường chính, mình sẽ rẽ vô đường Nguyễn Văn Huyên, chạy thẳng vào trong đó khoảng tầm 200-300 mét sẽ có một cái lô góc. Rồi mình sẽ tới đó mình quay tiếp cho anh chị mình xem nha. Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh review chuyên chia sẻ thông tin mua bán bất động sản khu vực thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Anh chị nào mà quan tâm đến bất động sản khu vực Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, mình nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi nha. Thì ngay từ đầu video thì anh chị mình cũng thấy rồi ha. Từ đầu đó khu đường đó là khu chợ. Rồi mình chạy thẳng vào trong đây. Tầm khoảng cách cỡ 200 mét thôi chứ không có xa. Thì tới đây mình sẽ gặp ngay cái ngã tư đầu tiên. Thì lô đất của mình nó nằm lô góc ngay hướng bên này này ha. Đây là lô góc của cái tuyến đường Trần Thị Thanh với đường Nguyễn Văn Huyên. Lô đất này có tổng diện tích là 135 m². Đây, ngay góc này ha. Thì ở đây là mặt trước của nó là 7 m, chiều sâu của nó là 21 m. Thì cái đặc thù của lô góc là nó bị xéo ngay cạnh góc nè, ngay ngã tư nè. Thì mình gửi cái hình ảnh của cái quy hoạch lên cho anh chị mình xem nha. Đó, sau khi mà xem thông xong cái quy hoạch thì anh chị mình cũng đã hình dung ra được cái hình dáng của lô đất cũng như là cái thông tin quy hoạch của lô đất, diện tích đầy đủ luôn rồi anh chị ha. 135 m², ngang 7, dài 21, cạnh bên này 16 nè, cạnh bên kia là 21 nè. Tại vì cái thường thường cái đặc tính của lô góc là nó về đó anh chị, nó hơi bị xéo qua hai bên ngay cái góc cạnh vậy đó. Đó thì anh chị nào mà quan tâm đến cái lô này thì liên hệ cho mình nha. Số điện thoại 0935605866. Thì lô đất này mình sẽ nói ngắn gọn thôi, tranh gọn lè ha. Lô đất này giá bán là 4,5 tỷ, full thổ cư. Thường thường những cái lô góc á, thường thường là nó giá nó như vậy đó anh chị, giá sẽ cao hơn những cái lô bình thường. Và ở đây là khu này khu chợ. Thì tỷ lệ xây dựng của cái khu này, khu dân cư tái định cư Phước Lập này nè, là nó hầu như là gần hết rồi đó ha. Khoảng 60-70% tỷ lệ xây dựng đó anh chị. Nhà cửa xây dân cư ở rất là đông đúc luôn. Thì hướng bên này là trường học nè. Đây có cái trường mầm non, đi thẳng tới kia chút xíu nữa là công viên. Phía bên tay trái có một cái trường cấp 2 Phan Bội Châu. Và có nhà thờ, có chùa gì luôn. Nói chung cái khu dân cư này nè, nó hội tụ đầy đủ các tiện ích cho mình sử dụng luôn. Thì ở đây là cách quốc lộ 51 đi ra hướng này nè, là khoảng 400-500 m gì thôi. Thì khu này nó cũng giáp ranh với khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 nằm hướng bên đó. Còn khu công nghiệp Mỹ Xuân Nga là nằm hướng bên này, là nó qua cái quốc lộ 51 đó. Thì ở đây thuộc về phường Mỹ Xuân ha, thị xã Phú Mỹ. Thì thị xã Phú Mỹ thì anh chị mình cũng biết rồi, là nơi mà tập trung rất là nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hiện tại Phú Mỹ cũng đang phấn đấu đến năm 2025 là sẽ lên thành phố Phú Mỹ đó anh chị. Thì tất nhiên khi mà thị xã mà lên cấp thành phố thì cái giá đất mặt bằng chung nó sẽ tăng thêm một bậc ha. Nó khung giá nó sẽ tăng thêm một bậc. Cho nên nó là anh chị mình hiện tại đang là thị xã, sau này mình mua nhà nữa mình sẽ là thành phố ha. Thành phố công nghiệp, thành phố cảng biển. Anh chị thấy không, ở đây khu này là mình ở rất ok, hoặc mình mở văn phòng công ty đại diện cũng rất là tuyệt vời. Nó đi thẳng ra đó chút xíu là gặp cái đường đôi bự, đi thẳng ra chút nữa nó ra quốc lộ 51. Đây, anh chị nào mà quan tâm những cái lô đất nền trong cái dự án khu tái định cư Phước Lập này thì hãy liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0935605866. Thì mình sẽ gửi thêm cho anh chị một số cái sản phẩm khác nữa ha trong khu này. Rồi, xin cảm ơn anh chị và các bạn. Và hẹn gặp anh chị và các bạn trong một video sau.